Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà văn Vũ Thư Hiên vụ xét lại chống đảng và vai trò của ông Lê Đức Thọ. Thực ra tôi không muốn nói thêm về ông Lê Đức Thọ, những gì cần nói tôi đã viết ra trong cuốn sách của mình. Nhà văn Vũ Thư Hiên đã nói như vậy với đài BBC tiếng Việt vào hôm 12 tháng 10 năm 2021 từ Paris, nước Pháp. Cuốn sách được tác giả Vũ Thư Hiên nói tới đây chính là cuốn Đêm giữa ban ngày, hồi ký chính trị của một người không làm chính trị. Nhờ sách, tác giả được nhiều người biết đến như một trong những nạn nhân trong một vụ án chính trị mà theo tác giả là hoàn toàn bất công, oan sai và dựng đứng vô căn cứ. Đây là hình ảnh vào tháng 9 năm 2018 tại Berlin, nhà báo Lê Trung Khoa cũng đã phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên về những bí mật xung quanh cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Đây là vụ án tổ chức chống đảng, chống nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài. Được gọi ngắn gọn là vụ án xét lại chống đảng ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1967, mà sau đó nhiều nạn nhân được thả ra từ những năm 1973 một cách lần lượt mà không được tuyên bố minh oan hay sửa sai. Nhà văn Vũ Thư Hiên nói tiếp, trong vụ án này vai trò chính là ông Lê Đức Thọ và đến nay tôi vẫn tin tưởng như thế. Thế nhưng vai trò này của ông Lê Đức Thọ khi đó cũng hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Lê Duẩn. Ông Vũ Thư Hiên vốn là con trai của ông Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng của cố chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh, đã nói như vậy với đài BBC vào lúc nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đang đánh dấu 110 năm ngày sinh của cố Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Là lúc ấy Lê Duẩn nổi tiếng với câu nói là kẻ nào không theo ta, kẻ đó chống ta. Tức là theo họ không theo là chống rồi, nhưng thực sự người ta không theo thì thôi, chứ sao lại quy như vậy, ông Vũ Thư Hiền nói. Và có được minh oan hay sửa sai hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Ông Vũ Thư Hiền trong dịp này cũng chia sẻ về trường hợp của vị thân sinh của ông Vũ Đình Huỳnh, một người mà theo ông cũng là một nạn nhân không bao giờ được minh oan hay tuyên bố để được sửa sai bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Cha tôi sau khi được thả ra không bao giờ gặp Lê Đức Thọ. Chỉ có điều sau khi ông được thả ra, có một điều đến hôm nay tôi còn nhớ, đó là một bức thư của Lê Đức Thọ. Đó là bức thư của ông ta gửi cho mẹ tôi là bà Phạm Thị Tề. Bức thư đó ca ngợi bố tôi là người cộng sản kiên cường, thế nọ, thế kia. Còn với cá nhân tôi là sau khi tôi ra tù một thời gian, Đài Loan có mời tôi sang để diện kiến và hội ý với Tổng thống Đài Loan. Khi đó là ông Lý Đăng Huy, người từng giữ chiếc ghế này trong giai đoạn nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 1988. Khi đó tôi được biết đến Lê Đức Thọ và bảo rằng thằng Hiên nó mắc ở chỗ là để tao giải quyết. Lúc đó Thông ở Bộ Công an phụ trách tình báo, tôi có đến gặp Dương Thông, ông ta bảo tôi sẽ lên Bộ Chính trị nói chuyện với anh để anh đi vì đây là cơ hội tốt cho Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Lê Đức Thọ từng làm trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng Lao động và Đảng Cộng sản Việt Nam trong các thời kỳ từ năm 1956 đến năm 1973 và 1976-1982. Khi đó phái đoàn của Đài Loan sang Việt Nam có việc, họ có gặp tôi và họ hỏi ý kiến của tôi về vai trò của Đài Loan trong vùng Đông Nam Á. Khi tôi trả lời thì họ rất lấy làm sung sướng, thành ra họ muốn có một cuộc hội kiến của tôi với Lý Đăng Huy là Tổng thống Đài Loan lúc bấy giờ. Nhưng rồi tôi không đi được và phải mấy chục năm sau tôi mới đặt chân được tới Đài Loan. Về việc vì sao mà cả hai cha con đều là nạn nhân bị bắt giam, đi tù trong vụ án xét lại chống đảng, đều được thả ra nhưng không được minh oan, sửa sai, liên quan đến vai trò của người lãnh đạo cơ quan tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó. Nhớ lại, sau hàng chục năm, ông Vũ Thư Hiền đã nói như vậy vào hôm 13 tháng 10. Ông chia sẻ tiếp, tất nhiên chủ trương của vụ này chính là của ông Lê Đức Thọ, thì làm sao mà ông ấy có ý kiến gì nữa về việc công khai, minh oan, sửa oan cho toàn bộ chúng tôi. Chính là Lê Đức Thọ đưa tất cả những người mà ông ta gọi là bọn xét lại chống đảng vào tù. Những người trở thành nạn nhân của vụ án đó, bây giờ tên tuổi vẫn còn ghi rõ. Trong đó, người thì bị bắt như là Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Lê Trọng Nghĩa, Lê Minh Nghĩa, Đặng Kim Giang, Đỗ Đức Kiên, Hoàng Thế Dũng, Nguyễn Thế Giang, Nguyễn Kiến Giang, Minh Tranh, Trần Minh Việt, Phạm Hữu Viết, Phạm Kỳ Vân, Vũ Thư Hiền, vân vân. Người thì bị thanh trừng, khai trừ khỏi đảng như là Ung Văn Khiêm, Bùi Công Trừng, người thì bị tị nạn ở nước ngoài như Nguyễn Minh Cần, vân vân. Như trong cuốn Đêm giữa ban ngày, tôi đã có phần đề cập vào.
Tất nhiên là Lê Đức Thọ đã được sự tán thành cổ vũ của Lê Duẩn, nhưng tay chân của Lê Đức Thọ có thể nói đến là Trần Quốc Hoàn, rồi Bộ Sậu, Bộ Công an, An ninh ở cấp vụ, cấp bộ. Những người này, bộ phận này thực hiện ý đồ của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ mà thôi. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn được coi là người đưa bà Nông Thị Xuân vào làm vợ cho ông Hồ Chí Minh, và sau đó cũng chính Trần Quốc Hoàn đã sai người giết chết bà Nông Thị Xuân theo cuốn hồi ký Đêm giữa ban ngày. Về mặt nhà nước, họ sử dụng công cụ là Bộ Công an, còn về mặt đảng, họ tiến hành những vụ khai trừ, ví dụ như khai trừ Bùi Công Chừng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước khi đó, hay khai trừ Vũ Đình Huỳnh, khai trừ hàng loạt khác. Còn về trách nhiệm của Lê Đức Thọ khi với vụ xét lại chống đảng, ông ta không bao giờ có một phát biểu công khai nhận sự sai trái hay nhận chịu trách nhiệm gì cả. Trừ khi bắt toàn bộ những người mà gọi là xét lại chống đảng, thì Lê Đức Thọ còn làm mấy tờ báo cáo phổ biến trong cấp ủy đảng ở Trung ương là báo cáo số 1, số 2. Khi đó tôi đang ở trong tù thì được biết tin là ông ta có ra các báo cáo đó, bởi vì khi ở trong tù tôi có liên lạc được với các xà lim, với bạn tù như Trần Minh Việt, từng là phó chủ tịch Hà Nội, với Lê Trọng Nghĩa, từng là cục trưởng cục quân báo mà cũng ở tù với tôi. Chúng tôi ngầm liên lạc với nhau và cho nhau biết là có các báo cáo số 1, số 2 đó. Tuy nhiên ở Việt Nam, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều khi hay ra văn bản bằng miệng, theo dõi văn bản rất khó khăn, không dễ dàng gì. Nguyên nhân và vai trò của chủ trương của vụ án này như thế nào? Trở lại với điều được cho là quan điểm của nhóm các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ cho rằng kẻ nào mà không theo ta tức là chống ta, liên quan đến vụ án xét lại chống đảng. Ông Vũ Thư Hiền nói thêm, trong vụ án này đối tượng của họ chưa biết là xét lại hay là không, nhưng đều không đồng tình với quan điểm dùng bạo lực cách mạng để mà giải phóng miền Nam Việt Nam. Bây giờ người ta cứ ca ngợi một chiều rằng ông Lê Duẩn là người chống Trung Quốc, nhưng lúc đó thực ra Lê Duẩn là người theo Trung Quốc từ đầu tới cuối. Ông ta là người có tư duy võ biển. Trong mọi điều mà ông ta tỏ ra xuất sắc chỉ có đánh nhau và chiến tranh. Đây là hình ảnh ông Lê Duẩn, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi nào có chiến tranh thì vai trò của ông ta trở nên nổi trội, và ông ta và bộ sậu thân cận của ông ta rất tin và đi theo giáo điều cách mạng ở đầu ngọn súng của Mao Trạch Đông. Có một số điểm mà những nạn nhân trong vụ án xét lại đã bị ghép họ cho rằng có chủ trương, đó chẳng hạn như là đề nghị không được tạo dựng Việt Nam theo mô hình Trung Quốc. Thứ hai là không theo Trung Quốc về mặt ngoại giao, nội chính, và thứ ba là chống dùng bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam. Tới thời điểm này nhìn lại, tôi thấy rõ trong chủ trương vụ án xét lại chống đảng này, Lê Đức Thọ có vai trò chính mà ông ta được Lê Duẩn bật đèn xanh. Tôi cũng khẳng định rằng Lê Đức Thọ và Đảng Cộng sản không bao giờ có chủ trương sửa sai, hình thức an ổi thì có, tức là thí dụ như bản thân tôi, Ban Tổ chức Trung ương có cho người tới tìm và nói với tôi và bác sĩ Phan Thế Vân là những người bị bắt trong vụ này rằng đảng chủ trương là cho các anh lương hưu. Việc nhận lương hưu khi đó có ý nghĩa là đời sống sẽ khá hơn, nhưng tôi và bác sĩ Phan Thế Vấn đều từ chối. Hai người chúng tôi ngồi với nhau và chúng tôi nói thế này. Lương hưu là trích ở phần lương của những người đang làm việc mà tạo thành. Chúng tôi không làm việc mà lại nhận phần của những người đang làm việc góp vào. Như thế không phải là lương hưu mà là bất lương, cho nên chúng tôi không nhận. Thế thì tôi cũng không nhận lương hưu và bác sĩ Phan Thế Vấn cũng không nhận lương hưu. Lúc ấy chúng tôi ở miền Nam, còn ở miền Bắc khi đó chúng tôi không biết ông Hoàng Minh Chính, nguyên viện trưởng Viện Triết Học, có nhận hay không, cái đó tôi không biết. Khi đó người ta đại diện của Ban Tổ chức Trung ương Đảng nói rằng các anh không nhận thì viết vào giấy cho chúng tôi để chúng tôi trình lên cấp trên. Tôi bảo nếu Ban Tổ chức Trung ương không viết giấy để đưa cho chúng tôi thì chỉ nói qua anh, tức là họ tín nhiệm anh, thì chúng tôi cũng tín nhiệm anh không kém. Và chúng tôi chỉ nói để anh báo cáo lại mà thôi. Đây là hình ảnh nhà văn Vũ Thư Hiên, chứng nhân lịch sử của những câu chuyện thâm cung bí sử trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền hồi ký Đêm giữa ban ngày, được xuất bản bởi nhà xuất bản Tự Do mà nhà báo Phạm Đoan Trang là người chủ trương. Cuối cùng, về cá nhân ông Lê Đức Thọ, trong dịp này tôi có một điều nói thêm là ông ta cầm quyền lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương trong Đảng rất lâu, quá lâu. Thì tất nhiên điều đó dẫn đến cái lạm quyền, và đó là một trong những điều rõ ràng không phải bàn cãi.
Lúc đó mọi người phải nhớ rằng Lê Đức Thọ đã tạo ra một hệ thống rất nhiều chân rết là các cơ quan phòng tổ chức ở tất cả các cơ quan đoàn thể và các tổ chức đảng, và có thể coi là một trong những chân rết có vai trò mật thám, và đồng thời ở nhiều nơi đám đó cũng lại là quan tòa. Cho nên chẳng hạn phòng tổ chức ở một cơ quan khi mà nó đề xuất người này người kia phải thi hành kỷ luật thì giám đốc hay lãnh đạo cơ quan đó chỉ phải tuân theo mà không dám cãi lại. Thế thì ngay cả khi Lê Đức Thọ chết đi rồi, hệ thống ấy đã để lại hậu quả tệ hại lâu dài mà tôi nghĩ còn kéo dài cả đến ngày hôm nay chưa hết. Nhà văn Vũ Thư Hiên đã nói như vậy tại Pháp vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 với quan điểm riêng của mình. Trước đó, liên quan đến vụ án xét lại chống đảng, trong một lần trả lời phỏng vấn BBC, giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh có nói rằng, vào năm 1993 và 1994, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết luận sai phạm của những người trong nhóm đó là hoàn toàn đúng sự thật và phải xử lý như vậy thôi. Bình luận với quan điểm của nhà văn Vũ Thư Hiên đưa ra trong cuốn sách Đêm giữa ban ngày bị cấm ở trong nước về vụ án chính trị này, chuyên gia xử đảng khi nói với đài BBC rằng cá nhân ông ấy nói về người này, người khác chỉ nhận thức cá nhân, còn Đảng Cộng sản chưa bao giờ kết luận lại những việc đó cả. Trước sau vẫn kết luận hành vi của những người trong nhóm đó là chống lại đảng, đường lối của đảng trong những thời điểm lịch sử đó và đã bị xử lý theo pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021 với bản tin Nhà văn Vũ Thư Hiên, vụ xét lại chống đảng và vai trò của ông Lê Đức Thọ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.